Sáng ngày 11 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC phát thông tin mới cho hay, thành phố vừa ghi nhận 443 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong 443 trường hợp nhiễm mới được công bố, gồm 285 trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết, cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa. 158 trường hợp đang điều tra dịch tễ. Cùng với việc áp dụng chỉ thị 16, thành phố đã thiết lập 12 trạm chốt kiểm soát tại các cửa ngõ thành phố và 266 chốt phụ tại quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Khi đi qua các trạm chốt cửa ngõ thành phố, người dân cần phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính và thực hiện khai báo y tế điện tử. HCDC kêu gọi tận dụng 15 ngày cách ly xã hội, thành phố đẩy mạnh công tác lấy mẫu và xét nghiệm để sớm phát hiện và bóc ngay KF0 ra khỏi cộng đồng. Giữ vững vùng xanh, đưa vùng đỏ dần xuống thành vùng cam tiếp tục xuống vùng vàng và nhanh chóng trở về trạng thái an toàn. Để làm được điều này, thành phố cần sự đồng lòng, chung sức của người dân trong việc tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm tầm soát của ngành y tế. Xe labo xét nghiệm lưu động hiện đại nhất Việt Nam di chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. Xe có công suất xét nghiệm hơn 400 mẫu đơn trên ngày, trả kết quả trong 24 giờ. Đây là xe do Nga tặng cho Việt Nam được Bộ Quốc phòng quản lý. 21 giờ 30 phút ngày mùng 9 tháng 7, xe Labo đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến mùng 10 tháng 7, xe đã sẵn sàng nhận mẫu xét nghiệm. Trước đó xe đã tham gia hỗ trợ tại Bắc Giang, Đà Nẵng. Thành phố Hồ Chí Minh vừa thay đổi chiến lược xét nghiệm trong những ngày cách ly như xét nghiệm tại nhà, lấy mẫu 3 đến 7 ngày trên lần theo từng khu vực nguy cơ. Thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm dịch của cả nước với hơn 12.000 ca nhiễm. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận một trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, đây là ca bệnh tại ổ dịch công ty S, khu công nghiệp Thăng Long, thuộc chùm ca bệnh liên quan đến tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân là nữ, sinh năm 1998, là công nhân phân xưởng UV laser, nhà máy F5 của công ty S. Từ ngày 5 tháng 7, bệnh nhân được cách ly làm việc tại công ty sau khi đơn vị này có ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính, đến sáng ngày 10 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 38 độ C, ho được trung tâm y tế huyện Đông Anh lấy mẫu gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đến nay ổ dịch này đã có tổng số 22 F0, trong đó có 20 ca thuộc huyện Đông Anh, 1 ca tại Bắc Từ Liêm và 1 ca thuộc huyện Mê Linh. Từ ngày 29 tháng 4 đến nay Hà Nội ghi nhận 293 ca dương tính với SARS-CoV-2, 258 ca thuộc các chùm ca bệnh đã được kiểm soát, 35 ca mắc mới từ ngày 5 tháng 7 đến nay. Cụ thể, 35 ca mới ghi nhận thuộc 3 chùm ca bệnh, công ty S liên quan đến Bắc Giang 22 ca, An Mỹ, Mỹ Đức 9 ca, thành phố Hồ Chí Minh 4 ca. Ngoài ra, đến sáng nay, đã có 6.365 trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội được thống kê tại 30 quận, huyện, thị xã. Có 5.601 trường hợp đã được lấy mẫu và gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xét nghiệm. 3.985 trên 5.601 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thưa quý vị dkn tv sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình kính chào và hẹn gặp lại